Chào tất cả anh em thân thiết của kênh nhé. Vào thời điểm này 10 năm trước, khi nghĩ về một mẫu piano điện trong tầm giá 6 triệu sẽ không có nhiều sự lựa chọn đa dạng cho các bạn. Nhưng ở thời điểm hiện tại, chúng ta đã có thêm nhiều mẫu piano mới đến từ nhiều hãng khác nhau. Trong đó mẫu piano điện nhà Atasia Performer hiện đang được quan tâm hơn cả. Có thể xem Performer là người bạn xa lạ từ châu Âu ghé du lịch tại Việt Nam. Để hiểu thêm về mẫu đàn thương hiệu Mỹ, các bạn hãy cùng team Minh Phụng đi giao cây Atasia Performer cho hai bé trai siêu vui nhộn tại quận 12. Let's go. Đem đàn vào nhà khách rồi, lắp ráp thôi. Bên trong thùng sẽ có cây đàn, pedal, giá để sách, sách hướng dẫn sử dụng và một bộ nguồn. Khi mua đàn, các bạn còn được tặng thêm một chân đàn với một jack phone. Khi team đang lắp ráp, mình sẽ mô tả thông tin về Atasia Performer cho các bạn tham khảo. Kiểu dáng đàn thiết kế đẹp mắt, thanh lịch và gọn nhẹ, thích hợp với việc đem đàn đi học tại các trung tâm, đi du lịch và đi biểu diễn. Đàn có 3 cấp độ cảm ứng lực nhấn khác nhau, được trang bị trên 88 phím đáp ứng mọi phong cách luyện tập. Trên đàn còn tích hợp 12 mẫu âm thanh 3D chân thật được ghi lại từ 12 loại nhạc cụ acoustic rất đa dạng. Với mức giá phải chăng, đàn còn hỗ trợ các tính năng phổ biến như metronome đếm nhịp, transpose tăng giảm tông, slip chia bàn phím. Đàn được trang bị bộ xử lý tín hiệu số DSP để tăng thêm độ chân thật của âm thanh và mức độ điều chỉnh của reverb chorus để tạo thêm âm thanh cho giai điệu. Bạn cũng có thể kết nối tai nghe để luyện tập riêng tư, cổng kết nối USB MIDI, kết nối Atasia với máy tính bảng và điện thoại di động. Cùng với shooting pedal, giác cắm stereo layout cho phép bạn cắm trực tiếp vào hệ thống loa để có âm thanh rõ nét hơn. Ngoài ra đàn còn có hai màu đen trắng cho các bạn lựa chọn. Bên cạnh đó, chế độ bảo hành khi mua đàn tại Minh Phụng Music vô cùng hấp dẫn. Bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp và lãi suất 0%. Với mẫu đàn Atasia Performer, người chơi sẽ có được cây piano điện thương hiệu tốt đến từ châu Âu với ngoại hình đẹp mắt cùng chức năng dễ làm quen, khiến cho bạn không phải quá bận tâm về việc cần xem sách hướng dẫn sử dụng. Tuy nhiên vì mức giá dễ chịu nên đại đa số người Việt Nam sẽ có cảm giác đắn đo lựa chọn. Tuy vậy, mình vẫn cho rằng mẫu đàn này sẽ có những giá trị rất riêng có thể tiếp cận với khách hàng và nhất là khách hàng trẻ tuổi. Có nhiều anh em thắc mắc và hỏi mình tại sao không làm so sánh giữa các mẫu đàn cùng phân khúc. Mình sẽ xem và phản hồi sớm cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã đồng hành với mình. Hãy like, share, subscribe ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.